Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay thì em lại thanh lý cho các bác vài cặp loa Sansui Full Bass 30, các bác nhá, hàng mới các bác nhá. Thì em cũng có vài cặp thôi, có vài cặp nên là số lượng có hạn các bác nhá. Nhanh tay thì các bác còn chậm tay là hết đấy ạ. Một mẫu loa Full Bass 30 siêu đẹp cho anh em luôn. Và đây em quay cho các bác xem phía trước của nó này, lúc mở lưới ra rồi này, các bác nhìn chưa ạ? Đấy, màng bóng các bác nhá, màng bóng này, gần phần vải này. Đấy, phế u rất đẹp các bác nhá. Có chất mà cái thùng đó là thùng cân. Thùng cân rất đẹp cho các bác luôn. Các bác nhìn này. Mẫu thùng cân cho các bác này, nhìn đẹp chưa? Đấy, mặt của nó, mặt mũi của nó quá đẹp luôn. Đúng không ạ? Không chê vào đâu luôn. Những cái giá em đưa ra nó là quá rẻ cho anh em luôn. Còn giá này thật các bác không mua thì hơi phí luôn ạ. Đấy ạ, các bác nhá. Các bác nhìn thùng này, sơn sần đẹp này, lưới rất là chất các bác nhá. Lưới rất là chất. Đó, đằng sau hậu này. Các bác nhìn nhá, modem được đầy đủ này. Đó. Công suất 450W này, kháng trở 8 ohm này. Và các cái cổng lưu trích ở đây luôn. Đấy, rất là chất các bác nhá. Đó, Full Bass 30. Đây, và bây giờ em sẽ cho các bác xem ở phía trong. Đây. Em sẽ cho các bác xem phía trong một chút các bác nhá. Đó. Đây là phần tần trước các bác nhá. Phần tần này một bộ phần tần to chà bá luôn, đẹp luôn các bác nhá. Đấy, phần tần cực đẹp cho các bác luôn. Đấy, ok. Đấy. Cũng dùng bông kiểu dòng bông chất lượng cao đấy. Đây, chép của nó đây ạ. Đây, các bạn nhìn chưa ạ? Chép côn 44 các bác nhá. Từ 120 côn 44 này. Chép từ 120 côn 44 các bác nhá. Đấy, san xui đây. Và đây, bát của nó đây ạ. Bát của nó mẫu kiểu mẫu giày xếp ấy các bác. Mẫu kiểu mẫu giày xếp. Chạm đít 500, chạm đít 7 màu đẹp. Dã man luôn. Đấy, từ 175 côn 76 các bác nhá. Từ trong 175. Đấy, côn 76 các bác nhá, côn 76. Mọi gì chất ạ? Quá trời đẹp luôn. Các nhìn chưa? Đấy, hàng mới các bác nhá. Hàng mới. Còn nguyên thùng, nguyên hộp. Đấy, nguyên thùng, nguyên hộp luôn. Đấy, rất chất các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, thùng quách rất đẹp. Đấy. Và đây em tăng cho bác nghe nhạc. Nghe con này rất là sướng các bác nhá. Đấy. Nghe chưa? Tiếng rất là mịn, rất là hay các bác nhá. Đấy, rất êm này. Thì cái dòng bát này tiếng rất là mềm các bác nhá. Đó. Rất chất các bác nhá. Đấy. Full bass 30. Bass từ 175 côn 76 còn nó chép từ 120 côn 44. Rất chất, rất tiêu chuẩn đúng không ạ? Thùng sơn sần đẹp luôn. Đấy, hàng còn nguyên ni lông, hàng còn nguyên thùng luôn. Thì là một đôi này em đang bán cho anh em giá 3.9 triệu một đôi các bác nhá. Nó quá trời rẻ luôn, quá trời là hợp lý các bác rồi. 3.9 triệu này là giá tại cửa hàng, bên em không bao ship các bác nhá. Bác nào ship thì là trả tiền ship. Đấy. Bác làm mua thì tự trả tiền ship các bác nhá. Các bác ở gần có thể em đến tận nhà mua, hoặc là bác nào mà tiện xe em sẽ gửi xe cho bác, rất là rẻ các bác nhá. Đấy. Loa còn nguyên thùng, còn nguyên ni lông. Đấy, loa bao chạy ngon lành. Đấy, bao zin toàn phần các bác nhá, rất là đẹp. Từ bát 175 côn 76 còn nó từ chép là 120 côn 44 các bác nhá. Phân tần to, trời đẹp, quá trời đẹp luôn, mà mẫu của nó thì nó thùng cân đẹp lắm luôn ạ. Với cái giá như thế này các bác chỉ mua được cái dòng Full Bass 25 thôi, nhưng mà bên em nhập được cái lô này giá rất tốt cho anh em luôn, nên đã để cho anh em một cái giá gọi là vô cùng yêu thương. Cũng không khác các bác mua một cái đôi loa lời các bác nhá. Rất là vừa tiền. Full Bass 30. Đấy, Full Bass 30 các bác nhá. Full Bass 30. Đấy. Rất chất các bác nhá. Và bên em để cho anh em giá vô cùng yêu thương cho anh em luôn. Giá này quá trời đẹp luôn. Bác nào muốn mua về hát karaoke rồi là làm loa gọi là kiểm tra kiểm âm rồi là loa nghe nhạc cũng hay, tiếng con này nó rất là mềm, rất là hay, chép rất là mịn các bác nhá. Bass sâu chép mịn. Đấy. Em bên em đang thanh lý cho anh em giá chỉ có 3.9 triệu một cặp các bác nhá. 3.9 triệu là hai quả này các bác nhá. Hai quả này. Đấy. Giá tại cửa hàng các bác nhá. Còn bác nào mua thì cộng tiền ship vào. Nếu mà gần thì em gửi xe thì rất là rẻ các bác nhá. Xe thì gửi rất là rẻ cho bác luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua hàng bác liên hệ trực tiếp cho em số này. Đấy các bác nhá. Trực tiếp cho em sau này. Các bạn đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Đó. Rất là hợp lý các bác nhá. Đấy. Liên hệ trực tiếp cho em sau này các bác nhá. Đấy, đứng trực tiếp cho em sau này này. Đấy, các bạn đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.